2 triệu đô nhầm nhòi gì đâu, đây là lá thư 2 tỷ đô kia mà. Nên là mọi người cần biết cái sức mạnh của nội dung, sức mạnh của viết content là nó như thế nào. Cái số 2 là mình đăng ký vào những cái người bậc thầy ở Việt Nam, mình cũng học từ cái cách họ viết email khác. Và cái điều tuyệt vời đó là mình học từ những cái lá thư nổi tiếng được cho là bậc nhất ở trên thế giới. À, anh em có muốn là xem một cái lá thư nổi tiếng bậc nhất ở trên thế giới không? Muốn không? Gật đầu đúng rồi, gật đầu như vậy chứ, phải tương tác chứ. À, thì đây là một cái lá thư. Lá thư này nó có ở, bây giờ mọi người có thể gõ cái trang web này á, thì mọi người sẽ thấy một lá thư nó tên là The Gary Hambert letter.com. Đấy là bức thư nó còn ở đây, nó còn mãi mãi ở đây, và ông chết lâu lắc rồi. Cái ông mà viết lá thư này ông đã chết từ lâu rồi, ông chết từ Napoleon Hill nào đấy rồi. Và hiện tại á, những cái lá thư này vẫn tạo cho thu nhập cho thế hệ con cháu của ông. Và cái thời mà ông còn sống ấy, nó mang lại cái thu nhập, hương nhớ không lầm thì là 1 triệu đô hoặc là 2 triệu đô gì đó, tóm lại là nó có vài triệu đô đấy. Nếu anh em nào đã từng xem thì mọi người có thể biết là cái bức thư này nó sẽ đã từng mang lại doanh số doanh thu cho cái gia đình của ổng hàng triệu đô la, vài triệu đô la, có thể 1 hoặc 2 triệu thì Hường không nhớ không rõ. Thì ông ấy viết là ông bảo là bây giờ ấy là đăng ký vào đây đọc thư của ông mỗi ngày đấy, trả tiền cho ông 1 tháng bao nhiêu đấy là đọc thư của ông mỗi ngày thế thôi, và ông thu được bao nhiêu tiền. Thật sự là mỗi thời kỳ ấy, người ta sẽ thích cái kiểu thư nó kiểu như nó tùy vào cái hoàn cảnh xã hội, kinh tế xã hội mà có những kiểu thư nhất định. Nhưng và hầu hết á, về cấu trúc, về linh hồn của nó, về cấu trúc những cái tư duy trong đó ấy, thì nó không đổi, chỉ có nội dung là đổi một chút để nó phù hợp với kinh tế xã hội thôi. Nên là cái điều quan trọng của anh em ngày hôm nay muốn đọc những, muốn viết được cái những lá thư hay á, thứ nhất là viết những cái lá thư hay. Như ông này ông viết là khán giả chỉ đọc lá thư của ông mỗi ngày thôi mà ông thu được rất là nhiều tiền. Còn anh em muốn bán được hàng thì phải viết được những lá thư hay. Nội dung ấy không chỉ nó là cái thư bán hàng, mọi người hình dung thư bán hàng nó không chỉ là email marketing, mà nội dung thư bán hàng này không chỉ là email marketing, mà ngay cả cái việc mà mọi người viết cái content ở trong đây nè cũng là một cái lá thư bán hàng. Hình dung không? Một cái landing page cũng là một cái lá thư bán hàng. Một cái lá thư mình viết cho khán giả mỗi ngày. Đây ví dụ như ngày 1 mình viết, ngày 2 mình viết, ngày 3 mình viết, ngày 4 mình viết, ngày 5, ngày 6, ngày 7. Đấy mình viết cho khách hàng mỗi ngày. Mình viết cho khách hàng mỗi ngày thì đấy cũng là một lá thư bán hàng, và cái bài ở trên landing page cũng là một lá thư bán hàng. Đấy mọi người đang đây một cái landing page bán hàng ấy, muốn thì click vô đăng ký vào hệ thống đấy. Rồi, rồi những cái video mỗi ngày của mình thì cũng giống, cũng là một cái lá thư bán hàng thôi. Hoặc là một cái bài content mình post ở trên Facebook ấy, một post trên fanpage, hay là một cái chiến dịch quảng cáo tùy thời điểm. Tuy nhiên là với tinh thần đó là bán hàng như hơi thở, mình muốn làm giàu thì mình phải bán hàng như hơi thở, thì tất cả nó đều là thư bán hàng ấy. Thì mọi người thấy là cái việc viết thư như này thì cũng áp dụng cấu trúc này, landing page cũng áp dụng cấu trúc này, rồi video cũng áp dụng những cấu trúc viết thư như thế. Về tư duy ấy, nó cũng giống nhau thôi. Đấy thì nhiệm vụ của chúng ta ấy, là trước mắt là chúng ta cần phải đọc đọc những cái lá thư bậc thầy trên thế giới. Mọi người có muốn đọc những lá thư bậc thầy trên thế giới không, để Hường gửi nè, gửi cái lá thư này cho nè, đọc không? 500 anh em. Cái lá thư này được viết từ cái thời mà cái bộ sách Cha giàu cha nghèo nó còn chập chững bước vào đời, nó còn chưa bước vào đời cái cuốn sách đấy. Và cái thời đấy thì người ta thích, và học bây giờ người ta vẫn thích cái kiểu những cái câu chuyện như thế này. Nên là cái việc bán hàng bằng câu chuyện nó cũng trở nên rất là quan trọng. Rồi, đây là bức thư là 1 vài triệu đô. Bây giờ Hường sẽ cho anh em xem một cái bức thư khác. Đây là một lá thư. Bao nhiêu anh em biết không? 2 billion là cái gì? Là bao nhiêu? 2 billion dollar. Bình luận xuống phát đi cả nhà.
Liền. Đúng là 2 tỷ đô. Rồi mấy ông bình luận sao ta? Bình luận xúc đi. Bình luận xúc anh em nha. Dã man. 2 triệu đô nhầm nhòi gì đâu, đây là lá thư 2 tỷ đô kìa mà. Nên là mọi người cần biết cái sức mạnh của nội dung, sức mạnh của viết content là nó như thế nào. Được không anh em? Nên bây giờ ấy mọi người, nhiều chị em ở đây, nhiều anh em ở đây lo lắng cái chuyện là mình học không không biết là cài cái thư tự động vô như thế nào, không biết sử dụng get response như thế nào, không biết sử dụng cái công cụ email hay là website như thế nào. Thực tế cái đó có quan trọng không? Không quan trọng đâu. Điều quan trọng là mọi người cần có những cái lá thư hay. Nếu mà mọi người có những cái lá thư hay rồi á, mình chỉ cần inbox từng người cũng được nữa, cũng bán được hàng. Còn nếu anh em có cài tự động, có giỏi tự động, có gọi giỏi cái phần mềm bán hàng cỡ mấy, nhưng mà nội dung của mình dở ẹp, ấy, củ chuối, thì cũng đâu có ai mua hàng của mình. Còn không thì mình chỉ cần viết bài hay rồi mình đăng status đồ các kiểu trên Facebook rồi mình cũng bán được hàng à. Anh em đồng ý không? Nên là ngày xưa Hường có bắt đầu bằng lĩnh vực mà tiếp thị giá cao, bán những cái sản phẩm giá cao đầu tiên á. Thì Hường có lập một cái tài khoản Facebook. Ở trên đấy Hường cũng bắt đầu viết bài và chia sẻ nhiều lắm. Rồi mình cũng vào những cái nhóm mà họ giàu giàu kết bạn với họ. Mình làm một cái Facebook riêng là chỉ là những cái người mình kết bạn, những người giàu thôi. Và họ họ có tư duy tích cực. Mình muốn bán các sản phẩm, một số sản phẩm tiếp thị giá cao. Mình chủ động mình kiếm mà, mình kiếm họ ở đâu? Kiếm họ ở nơi ví dụ như những cái người mà mua được sản phẩm giá cao là họ phải giàu nè, ở những cái nhóm mà supercar, siêu xe các kiểu. Rồi đấy, xong rồi kết bạn rồi mình chia sẻ tư duy dần 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 dần, xong cuối cùng họ cũng thấy mình lạ quá, vừa hài hước vừa lạ lạ, thế là mình bán được rất là nhiều cái sản phẩm tiếp thị giá cao ấy, bán được hàng á. Và mình có một cái lượng free traffic, nói chung là bạn bè thì không nhiều, mình cứ kết bạn vậy thôi, mỗi ngày được một vài người, một ngày được vài vài người, thì list bạn không nhiều nhưng mà chất, rất là chất, bởi vì mình tắt kem, mình chăm sóc mỗi ngày mà. Đấy thì là mình viết những cái bài, mình không cần phải là một cái người influencer nổi tiếng quá nhiều ở trên mạng xã hội để mình có thể bán được những cái sản phẩm giá cao, mà mình viết đúng cái nhu cầu của khách hàng của mình. Ở ngoài ra ở bên thị trường nước ngoài á, ví dụ như là nghe bán bên Mỹ xa xôi á, thì anh em cũng cũng là áp dụng cái nghệ thuật viết email thông thường thôi. Bên ấy thì họ cũng giống mình. Và Hường thấy là ở bên Việt Nam hay bên Mỹ gì á, mình viết những cái lá thư đơn giản cỡ nào thì tỷ lệ bán hàng cao cỡ đấy. Nên là có một cái bí mật, đó là chúng ta viết những cái câu ngắn để mà chúng ta có thể bán được hàng. Thì Hường cũng thích cái điều này, mình nói ngắn thôi để khách hàng mình dễ hiểu ấy. Nên là quay lại cái lá thư này đấy. Nghe quay lại cái lá giá thư này thì anh em cũng nên lưu cái lá thư này vào. Nếu mà không hiểu thì mình dùng Google dịch. Đấy, rất tiếc lá thư này có dịch được không? Translate to Vietnamese. Nè, cái này là có Translate to Vietnamese dịch được sang tiếng Việt, nhưng mà lá thư này không dịch được đâu. Lá thư này nó tóm lại là nó ảnh đó. Nó là ảnh thì anh em có thể sử dụng Google ảnh, Google dịch mà bằng ảnh để có thể dịch được. Nên là mọi người có thấy là mình xứng đáng là phải đọc những cái lá thư thần thánh này không? Có không? Có không anh em? Có không? Viết xuống có cái. Hôm nay là đây là bí kíp đó nha. Ngày trước thì Hường giữ cái bí kíp đó không chia sẻ đâu nè. Hôm nay là rất là may mắn cho mấy chục anh em đang có mặt ở đây. Biết cái bí kíp đó là những cái bí kíp mà Hường học rất là nhiều. Và sau này á, Hường mới nhận thấy được, đó là cái việc là mình sở hữu những cái lá thư bán hàng thần thánh là cái trình độ bán hàng của mình lên rất là nhanh. Bởi vì mình đọc, ban đầu mình đọc mình cũng không hiểu cấu trúc của nó như thế nào, cấu trúc của một câu chuyện hay là tiêu đề hay là cái xương hay là cái nội dung trong đấy cũng không có hiểu là ý đồ của người ta là gì. Nhưng mà mình đọc đi đọc lại nhiều lần thì tự nhiên ấy, mình cũng có những cái phản xạ tự nhiên. Tự nhiên cái lá thư mình nó cũng có mang hơi hướng của những cái lá thư nổi tiếng như thế này. Đấy, ban đầu mình chưa có cấu trúc đâu. Sau này á, khi mà mình làm rồi, nhiều thời gian rồi, mình mới khám phá ở những cái cấu trúc của những cái lá thư này nó có cái gì, nó có những cái vấn đề nào, có nỗi đau nào, có sự sung sướng nào, đúng không mọi người? Nhớ học nỗi đau, sự sung sướng, hành động, đấy là những cái mà lặp đi lặp lại như thế. Và những cái giải pháp thì bây giờ ấy, việc đọc cái này á, thì nó sẽ làm cho chúng ta giỏi lên một cách ngôn ngữ rất khá là tự nhiên. Thực ra thì Hường còn nguyên một cái bộ gọi là
bộ 10 lá thư như thế này, là 10 lá thư tương tự như thế này, 10 lá thư bộ tương tự như thế này, thì trong quá trình mình học mình sưu tầm, để mà sưu tầm được những lá thư như thế này á thì Hường cũng phải trả khá là nhiều chi phí, bởi vì những cái bí kíp này chỉ có những bậc thầy nổi tiếng ở trên thế giới thì họ mới chia sẻ thôi. Thì có một thời gian Hường theo một người sư phụ, sư phụ ấy tên là Dan Lok, thì mình theo sư phụ Dan Lok thì ông mới chia sẻ bí kíp ra những cái bức thầy, những cái bức thư như thế này, thì mình mới sưu tập một ít, rồi mình học một chút của Richard Branson thì mình mới sưu tập được một ít, thì nó ra được là khoảng cỡ tầm 10 cái lá thư như thế này. Và mình sau đấy thì mình thuê đội ngũ dịch hết toàn bộ sang tiếng Việt, đã dịch hết toàn bộ những cái lá thư nó cũng như thế này, lá thứ hai lá thư này và một cái bộ lá thư phía sau sang tiếng Việt. Nếu mà anh em mà mình đọc tiếng Anh, nhiều khi mình đọc lúc được lúc không được thì có thể là đọc cái bản tiếng Việt. Và hiện tại những cái đấy á, thì Hường thực tế là khi mà Hường dịch ấy, ban đầu ấy Hường cũng có tặng xong cho một vài người, sau đó nhận ra là mấy cái người mấy 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 anh chị á mà nhận cái quà tặng của Hường ấy thì đâu có biết trân trọng cái bộ lá thư đấy mình đã sưu tập vật vã như thế nào, mình tốn khóa học cả mấy nghìn đô cho một cái khóa học rất là ngắn, nó rất là ngắn cost, tức là rất là ngắn cost với những cái bậc thầy trên thế giới, tức là một cái thời ngắn như thế, và những cái học là rất là đắt tiền thì mình mới có những cái bộ này. Đấy, thế là lúc tặng mọi người cũng không có thấy trân trọng lắm, thế là mình quyết định là không tặng, mình thấy cảm thấy lãng phí. Nếu mà mình muốn là những cái lá thư này mang lại giá trị lớn cho anh em hơn ấy, thì mình quyết định đó, là mình đưa cái khóa học này, đưa những cái bộ lá thư bán hàng này lên website và bán. Thì Hường có để ở đây 10 lá thư bán hàng đỉnh cao. Thì hiện tại á, thực tế là ban đầu ấy thì Hường cho trợ lý của Hường ấy bảo là em đọc mấy cái này đi, mai mốt em viết content cho chị. Đấy, thằng bé đấy đọc content, nó đọc thì sau này nó cũng biết content hay. Sau đó thì mình vô tình ấy, một bạn làm video marketing ngày xưa thì Hường cũng là không phải hiện tại chứ, hiện tại và ngày xưa thì Hường cũng là thuê một đội ngũ mà họ làm cho mình, là người thì làm video bằng công cụ, người thì viết content, người thì sale, người thì tìm những cái nội dung chăm sóc những cái trang mạng xã hội của mình, chứ một mình thì đâu có làm hết. Và khi mình theo đội ngũ marketing ấy thì có một bạn giữ vai trò làm video, bạn kỹ thuật làm video thôi, bởi vì bạn ấy là một kỹ thuật làm video nên bạn cũng không có phải giỏi lá thư đâu. Thì một ngày bạn ấy thấy 10 lá thư thì vô tình thấy bạn bé kia là hai đứa đó cũng chơi thân, thế là tháng bé kia đọc 10 lá thư, bạn thích quá bạn xin bạn đọc. Thế là sau khi quá trình đọc ấy, mình đọc rồi ấy, xong mình bảo là thôi bây giờ em viết cho chị cái bài trang bán hàng của lá thư thì đi, trang một cái trang bán hàng. Xong rồi đây là một bạn nam viết nè, một bạn nam viết sau khi đọc một vài lá thư. Những nhà marketing chuyên nghiệp kiếm được cả nghìn đô từ việc mà chúng ta cũng đang làm, viết content, chạy quảng cáo. Nhưng vì sao lại có sự khác biệt như vậy? Vì sao bạn không thể kiếm được nhiều nghìn đô? Xin chào, bạn ấy viết cho Hường chứ không phải Hường viết đâu. Xin chào, tôi là Tomato Hường. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn sự khác biệt lớn nhất giữa một người làm marketing chuyên nghiệp và những người chưa thành công trong lĩnh vực này. Đây là điểm khác biệt mà tôi phải tốn nhiều năm cũng rất là nhiều tiền bạc để theo học những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực marketing. Nhưng những gì nó đem lại cho tôi là vô giá, biến tôi từ một cô sinh viên vùng núi thành một freelancer tự do về tài chính và có cơ hội giúp đỡ cho nhiều người. Vậy bí mật mà tôi may mắn nhận là gì? Đó là nghệ thuật dẫn dắt câu chuyện chạm vào cảm xúc khách hàng. Đấy thì bạn ấy đọc thật, rồi vừa lá thư đấy, bạn đọc bạn cảm nhận được điều đấy. Đấy, bộ 10 lá thư bán hàng thành công nhất mọi thời đại. Nhiều năm trước, tôi được tiếp cận với bộ 10 lá thư bán hàng tuyệt vời này. Những lá thư với content là đỉnh cao của nghệ thuật dẫn dắt câu chuyện và đánh vào cảm xúc của khách hàng. Đấy. Rồi vân vân, anh em có thể đọc ở trên đây. Thì mọi người thấy không? Rất là nhiều người bậc thầy bán hàng họ nói là bán hàng bằng cảm xúc. Và làm thế nào để có thể cảm xúc tạo ra được cảm xúc cho khách hàng? Làm nào để có thể tạo ra được cảm xúc cho khách hàng thì đấy mới là cái điều bí mật. Thì chúng ta cần những câu chuyện. Và nếu mà kể một câu chuyện lãng xẹt không liên quan thì không ai nghe. Nên là chúng ta cần phải kể những câu chuyện là có nghệ thuật dẫn dắt câu chuyện ở đây.
Đó là những cái lá thư bán hàng ở đây đó, nó hầu hết nó đều là nghệ thuật dẫn dắt câu chuyện. Nên là mình đi đâu xa cho rồi mỏi mệt, thôi mình cứ đọc những cái lá thư bán hàng bậc nhất trên thế giới đi. Rồi mình sẽ có một cái sự dẫn dắt tốt, mình có nhiều cái sự trải nghiệm cũng như là cái bài học ở đấy. Thì cái bộ 10 lá thư này Hường đang bán ở trên web á, thì bao nhiêu đây, 379.000. Đấy, mọi người có thể thanh toán online đấy nha. Anh em nào, ông nào mà thích thì lên đây thanh toán online và sẽ nhận những cái lá thư này bán hàng này, gồm hai phiên bản. Phiên bản số 1 đó là cái phiên bản tiếng Anh như hồi nãy thôi, nó giống kiểu như hai lá thư hồi nãy đó. Và cái phiên bản số 2 đó là cái phiên bản tiếng Việt. Hường đã thuê một cái đội ngũ dịch ra toàn bộ hết rồi. Đấy, nên là anh em mà hôm nay có hai phương án. Một là phương án đọc cái lá thư hồi nãy Hường gửi thôi, nhiêu đấy đủ rồi, đủ xài rồi. Hai là thôi lên website liveshop.vn. Đấy, lên đấy thì anh em có thể là đăng ký sẵn sàng chi trả để mà chúng ta thấy được cái giá trị của cái bộ lá thư này mà chúng ta đọc. Chứ Hường tin rằng khả năng cao mà Hường mà tặng ấy, cho đi điên cuồng tặng cho anh em thì hôm nay á là không ai nào đọc hết á, thật là lãng phí. Nên là thôi đấy đấy rồi. Đấy là một lá thư, đấy là bí mật của những cái mà mình có thể bắt chước theo nha. Ngày xưa Hường toàn bắt chước thôi chứ biết cấu trúc quái đâu. Không có biết những cái cấu trúc như là cái việc viết, thứ nhất là đánh vào nỗi đau khách hàng này, làm nào để có thể là nêu được sự sung sướng, hay là làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề cho khách hàng, rồi rồi lại giới thiệu đề xuất cho họ một cái hành động. Những cái bí mật như thế thì sau này mình mới biết, ban đầu mình cứ bắt chước thôi. Mà thực tế là ban đầu ấy mình học cũng không vô đâu, giờ có đứa cấu trúc anh em học cũng không có vô, bởi vì là anh em chưa có trải nghiệm là cái thứ nhất. Đấy, cái thứ hai mình cũng chưa đọc cái gì đó trước đây thì mình đâu có trải nghiệm. Nên là bây giờ mọi người á, cứ đọc những cái lá thư thần thánh bán hàng mà bậc nhất trên thế giới xong. Đấy, sau đấy thì mọi người tự làm đi đã. Một thời gian sau tự nhiên á, mọi người học về cấu trúc viết những cái bài content hay thì nó trở nên rất là dễ dàng và hiểu rất là thấm. Anh em cứ thực chiến đi đã. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Hường, nhấn like video và bình luận bên dưới về quan điểm cá nhân của bạn nha. Nếu như các bạn muốn đọc thư thì vào truy cập vào website này, và website lá thư 2 tỷ đô này, 2 triệu đô. Và nếu như quan tâm tới bộ lá thư khác, những bộ lá thư hàng đầu trên thế giới khác, thì hãy truy cập vào website livetop.vn vào một các khóa học ở đây. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là bộ 10 lá thư bán hàng đỉnh cao. Bấm vào đây thì các bạn có thể đăng ký bộ lá thư này rồi. Hoặc là các bạn có thể tìm cái đường link đăng ký dưới phần mô tả video này. Hy vọng là sẽ giúp ích được các bạn. Mình sẽ dành tặng một món quà dành cho những ai đăng ký 10 lá thư bán hàng đỉnh cao này. Sau khi đăng ký các bạn sẽ nhận được ở trong cái tài khoản. Nhớ trước khi đăng ký là các bạn tạo một tài khoản trên liveshop.vn nha. Rồi Hường sẽ gửi phần quà tặng đó ở trên liveshop.vn luôn cho các bạn. Trong quá trình làm, nếu mà thắc mắc thì hãy truy cập vào fanpage Tomato Hường, đặt những câu hỏi, hoặc là cần thắc mắc gì thì mình sẽ trả lời, cần tư vấn thêm ở đây hãy nhắn tin cho fanpage Tomato Hường. Facebook.com sẽ set laptop lên và đi ở đây. Hẹn gặp lại các bạn, nhớ đăng ký kênh.